Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia bao gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới. Đặc điểm phổ biến được tìm thấy trong tất cả công ty kinh doanh đa cấp là các kế hoạch trả tiền theo lý thuyết chỉ trả cho người phân phối nếu họ có tối thiểu 2 nhánh phân phối tiềm năng. Dòng tiền hoa hồng đầu tiên có thể được thanh toán từ hoa hồng bán hàng của người phân phối bán trực tiếp cho khách hàng bán lẻ. Dòng tiền thứ hai được thanh toán từ các khoản hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng của các nhà phân phối khác mà người này đã tuyển dụng được. Trong hệ thống phân phối tổ chức của kinh doanh đa cấp, những người phân phối này được gọi là các nhà phân phối cấp dưới. Nguồn gốc và công ty đầu tiên kinh doanh đa cấp thường là chủ đề gây tranh cãi, nhưng các công ty kinh doanh đa cấp đã có mặt ở Mỹ trong những năm 1920. Năm 1975, trong Hội đồng Liên bang Hoa Kỳ có những người phản đối kinh doanh đa cấp và quy kết nó với cái gọi là hình tháp ảo, một hình thức kinh doanh bất hợp pháp. Công ty Amway đã đứng mũi chịu sào trong 4 năm liên tiếp phải theo hầu tòa. Sau cùng, vào năm 1979, Tòa án Thương mại Liên bang Hoa Kỳ đã công nhận phương pháp kinh doanh của Amway không phải là hình thức ảo và được chấp nhận về mặt luật pháp. Từ đó, bộ luật đầu tiên về kinh doanh đa cấp đã ra đời tại Mỹ và ngành này chính thức được công nhận. Từ năm 1990, nhờ sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ và truyền thông, kinh doanh đa cấp mang màu sắc mới, các nhà phân phối có thể đơn giản hóa công việc của mình nhờ vào điện thoại và Internet. Ở giai đoạn này, nhà phân phối giỏi không cần phải là một nhà hùng biện và đi lại như con thoi giữa các mạng lưới. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng thời gian nhàn rỗi của mình để tham gia công việc và làm việc ở bất cứ đâu. Sản phẩm là thứ đánh giá sự tồn tại lâu dài của một công ty kinh doanh đa cấp. Vì vậy, sản phẩm cho kinh doanh đa cấp phải có chất lượng tốt, cần thiết cho hầu hết người tiêu dùng và được sử dụng thường xuyên, bao gồm hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, thực phẩm ăn uống và thực phẩm dinh dưỡng chức năng. Ngoài ra, sản phẩm phải đảm bảo tính độc quyền, nghĩa là chỉ bán thông qua các nhà phân phối của công ty, không bán rộng rãi trên thị trường. Độc đáo, tức là trên thị trường không có sản phẩm tương tự.